Xin kính chào quý bà con nông dân. Hiện tại, công ty Việt Nam Nông nghiệp Sạch đang hỗ trợ các bà con nông dân trồng mai và các anh chị chơi mai trên cả nước trị bệnh nấm hồng trên cây mai do nấm Cleptochium gây ra. Để được hỗ trợ tốt hơn, quý bà con nông dân để lại số điện thoại ở phần bình luận hoặc vui lòng gọi về số điện thoại hotline 0919817033 để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp tư vấn kỹ thuật miễn phí.